nay mình đi chợ để mình mua đồ nấu lẩu canh chua hay lẩu thái gì đó. Những cái đồ mà kia mình nấu canh chua. Nếu mình đi vô chợ mình mua, đây là bạc hà. Mình mua cái này bạc hà để nấu. Một hồi mình nấu súp, nấu lẩu, canh chua cũng vậy. Cái bạc hà này hiện giờ là 3.99 đồng cho một pearl. Mình mua cái này khoảng nửa pearl thì cũng 2 đồng. Đây 2 đồng nha. Rồi cái này là rau ngò ôm. Rau ngò ôm á, một pearl là 13 đồng. Mã này cứ như đây là 1.08 đồng. Cái chút xíu đây đồng 8. Rồi có đây lộ không? Wow, 12.99 một kho á. Cái này ở Việt Nam rẻ lắm. Cái này là rau ôm. Ngò ôm, rau ngò ôm. Cái này Việt Nam rẻ lắm. Mà ở đây chút xíu này là 1.08 đồng. Thì tính ra gần 2 đồng là 40 ngàn. Wow, nếu mà nói cái này 1 ký là 23, 26 là 500 ngàn một ký. Việt Nam là cái này 500 ngàn một ký. Ủa mắc không? Mắc không? Mà nãy mình thấy măng, có hai cái cây nhỏ này, đầu tiên mình mua măng tươi vậy, mình không biết ăn sao, chút là mình rửa sạch, bỏ vô đó mình ăn luôn. Đây là măng, hai cây măng nhỏ xíu, mua đại thì bỏ vô nó canh chua. Bây giờ mình cũng có mua luôn cà chua. Và đậu bắp nữa. Mua đậu bắp. Rồi cái này là chiên về nấu canh súp lẩu thái. Rồi nãy mình đi lại cái lò bán bún. Mình thấy mua trong chợ mà mua cái lò là bán bún, bún tươi. Đây, một hộp bún tươi. Đây là một hộp bún tươi. Đó, một hộp bún tươi mình mua ở lò luôn. Cái gì đây hộp nhiều lắm, đây là bún tươi nha. Với là trong chợ nãy có bán đây là trái móng cục. Thông thường ở bên Mỹ bán móng cục tới 7.99 một pound, thì tương đương ở từ Việt Nam là được gần nửa ký, 8 đồng, được gần nửa ký là tới 6.7. Mà chắc có mùa lần đầu tiên mình thấy ở Mỹ có giá rẻ nhất. Từ xưa đến giờ mình thấy là 3.99 cho một cái pao măng cục. Lần đầu tiên mình thấy giá rẻ nhất ở Mỹ. Nên mình mua một bịch như vậy. Là hồi nãy là 8.8 đồng. Là tương đương gần 8.8 đồng là như vậy, gần 1 ký. 2 pao gần 1 ký. Như đây, lần đầu tiên mình thấy nó sale được 3.99 một pound. Lần đầu tiên mình thấy mỗi khi là 7.99. Đó, mình nấu hết đây để một hồi nữa là mình nấu canh chua, nấu lẩu. Đây là đồ để hôm nay mình nấu canh chua với lẩu. Ok, đây là khẩu chuẩn bị của mình một hồi nữa ăn lẩu. Đây là phần đầu lobster, hôm qua mình ăn sashimi, bây giờ còn đầu lobster 3 con còn nguyên. Rồi, mình đã chuẩn bị có đậu bắp, bạc hà, ngò ôm, cà chua, với lại cái này là măng. Mình chuẩn bị đây, một hồi nữa mình sẽ cho lên bếp, chuẩn bị cái bếp luôn. Đây là cái nồi, một hồi nó cho nước vô. Mình đang chuẩn bị thôi. Chuẩn bị cái này là nước dùng. Đây để lửa nóng lên. Giờ mình cho dầu vô đây. Cho dầu vô xong rồi mình có cho thêm hành tím tươi, mình bỏ vô mình phi lên.
mua cái hũ này là hũ để mình làm lẩu thái tôm dâm, nên mình sử dụng cái gia vị này. Giờ quy cái hành tím lên cho nó cháy thơm. Cho một ít cà vô để cháy lên cho cái nước hồi nó có hương cà nhiều tí tí. Trong đây là có nước mắm nè, với gia vị muối, bột ngọt. Để hồi nữa mình bỏ nước súp vô, nước lạnh vô, mình làm nước súp thì mình bỏ này vô cho nó vừa ăn. Nhà mình hết nước lọc thì mình phải lấy nước xuống con chai sử dụng. Đây là nước dùng hồi nãy mình chuẩn bị là nước mắm, đường, muối, bột ngọt trong đây. Để mình vô đây luôn. Giờ mình chờ cho nước sôi rồi mình bỏ lobster vô, rau củ quả gì vô rồi mình ready ăn. Trong khi chờ đợi, mình đã làm sẵn một ly nước. Hôm nay mình không uống Monster, hôm nay mình uống nước chanh soda. Trong khi chờ đợi mình làm nước chanh soda mình uống. Ok, mời cả nhà uống nước chanh soda. Bây giờ mình chờ nước nó sôi. Bây giờ mình bỏ cái này nó bị gãy rồi. Mình bỏ lobster vô cái đầu này mình qua mình ăn. Giờ mình còn được 3 cái đầu lobster, mình bỏ vô đây, bỏ sớm cho nó chín sớm. Bây giờ mình để ra đông đá cái này, mình lấy ra nó bị gãy hết rồi. Đây là cái phần hôm qua mình lấy dư nhiều thịt lắm. Đó, mình lấy thịt làm sashimi, bây giờ mình dư nhiều thịt bỏ vô làm nước dùng. Chiếc gừng này có hấp dẫn không hen? Hấp dẫn không cả nhà? Cái này mình nấu chắc kiểu Thái quá, vừa Thái vừa Việt. Bây giờ sôi rồi, để mình múc thử nước dùng coi cái súp này mình nấu vừa ăn không.
Wow, nó ngọt. Nó ngọt, nó vừa ăn nhưng mà nó thiếu vị mặn chút xíu. Nhưng mà chắc một hồi nó sôi nhiều lên nó mặn vừa rồi. Mình thiếu vị chưa, mình cho miếng chanh vô. Nó vừa ăn lắm, nó có vị ngọt, nước. Nhưng mà nó hơi thiếu vị chua chút xíu. Mình cho chanh vô cho nó có vị chua, giống như mình ăn đủ khá là phải chua cay. Wow, hấp dẫn lắm. Rất là hấp dẫn nha. Cái màu rất là hấp dẫn. Đây, bây giờ nó chín đỏ lên đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái dĩa để mình để lên đây. Bây giờ thử ăn cái kèn trước nha. Mình có làm chén mắm ăn với lẩu to. Mắm ớt. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà, mời cả nhà. Mời cả nhà mình ăn đủ thấy nha. Wow, cái nước cơm vừa ý quá. Rất là thơm. Trụng vô thôi mà nó bị thấm. Thấm cái lẩu ngon quá. Thấm. Ngon quá. Đậu bắp chấm nước mắm. Cái này nước mắm mặn. Hôm nay nó ngon quá. Hôm nay nóng quá. Vừa ăn ghê. Nhà lobster đó, nước nó ngọt dữ. Nhà mấy cái lobster nó làm cái nước ngọt ngon lắm. Dư được chút thịt đây, mình lấy thịt mình xới lên mình ăn.
Wow. Hôm qua mình làm là còn dư mấy cái này á, mình để đông đá. Nhưng bây giờ mình lại đem ra á, mình làm á, thịt nó rất là ngọt. Nó vẫn còn tươi dữ lắm, nước nó ngọt lắm. Thịt rất là ngọt nha. Wow. Cái nước súp này nó mặn mà á, nên cái thịt trong đây ăn nó cũng thấm vậy nè. Ngon nha. Không biết cái cạn đây có gì không? Nhìn sao bẻ đây. Đây con này khó chắc mẹ để cắn coi. Cắn không được rồi đó. Cái thịt ra đây. Chấm cái mắm nó tạo ra hương vị cực kỳ ngọt. Wow. Ngon quá. Rồi múc mấy miếng thịt này ra. Mình đang nhắm tới cái đầu, chắc cái đầu có loại nhiều ngon lắm á. Qua mình thấy cũng có gạch nhiều lắm, mà thịt trong nó cũng nhiều nữa. Bây giờ mấy cái này là mình phải cho qua một cái dĩa, mình lấy thêm một cái dĩa đựng cái đầu. Nóng lắm, chờ chút xíu trong giây lát nguội mình ăn, mình ăn bún tiết. Đúng rồi đó. Bún rất là ngon nha, thấm quá. Không ăn nó đắng quá. Mình nói mình có rửa muối, không biết mình có rửa đủ chưa mà ăn nó hơi nhẫn nhẫn. Mình thử lại thêm một miếng nữa. Đây là măng, nếu mình thử thêm một miếng nữa coi coi có đắng không. Mà nếu mà nó không đắng chắc cũng ngon lắm, thấy nó giòn giòn chắc ngon á. Mình ăn thêm miếng thứ hai nữa nha. Mắm mà để nó nguội nên mình ăn miếng này. Mình thử coi cái măng này mình ăn tươi mình nấu kiểu này có đi ăn coi coi ngon ra sao. Cái giòn. Qua nó giòn. Có măng mà mình mua mới giòn. Nó hơi nhẫn nha. Hơi nhẫn. Trắng á. Bún ngon quá, mình ăn thêm. Bún ngon lắm. Không phải bún ngon mà là cái nước súp ngon quá, mình bỏ bún vô á, nó thấm hết cả bún. Ăn rất là ngon.
bún vô vậy nè. Đó, lấy ra để mà cái sạch bún rất là thấm, rất là thấm nha. Mình nghĩ cái măng cũng ngon nhưng mà được cái gì. Soda rất có lý, uống rất là mát. Trong khi ăn này nóng lắm, ăn cái này cảm giác nóng quá, đổ hết mồ hôi rồi. Mình để cái này nguội, mình sẽ xử lý nha. Nóng quá, nóng quá. Wow, thật ra đây nó có cái nước siêu cút nè.
Nó mềm, nó bánh mềm, nó cũng hơi xốp chút xíu, dễ cắt. Wow. Mình nghĩ mấy con nhỏ dễ cắt. Con lớn cắt lấy búa đặc quá. Chảy nước dơ tay. Thường mấy cái càng ở trong con này á, nó gói thịt á, nó ăn nó bột bột mà nó sần sật, bột mà nó sần sật. Còn một phần nữa mình biến quá, ăn gần 2 chén súp, 2 chén bún với lại một ít siêu food này, ngân lại ngồi chút xíu. Đây nè, hôm nay mình đi chợ mình có mua măng cục. Hôm nay mình đi chợ mình có mua măng cục. Bây giờ mình thử ăn măng cục trong khi tạm thời ngưng chút xíu. Mình lựa coi đằng sau đít nó có 5 muối. Ok, mình thử cái này. Mình thấy có người chia sẻ là cái này tháo ra trước khi bẻ cái này ra thì mình ứng cái này xuống, đó, vắn cái chục cái nụ bông này xuống, xong mình ngất nó lên, đó, mình lấy nó lên, xong rồi mình bẻ đôi nó ra mình ăn thì nó sẽ không có mủ. Đây là cái mẹo của người ta chỉ, mình thấy trên mạng người ta share chia sẻ, mình thử làm giống vậy coi ăn có dính mủ không nha. Đây là mình mời cả nhà mình ăn măng hay là măng cục, mời cả nhà ăn măng cục. Wow, ngọt quá. Ngọt quá. Cái đít nó xô 7 cái bông, trong này nó có 7 cái muối. Bóp cái này xuống nha, bóp cái đầu này xuống, bóp xuống, đó, nó sập xuống rồi đó, kéo lên, ra rồi nè. Giờ mình bóp đôi ra, đó, đẹp chưa.
cái này là cái mẹ người ta kêu làm như vậy ăn sẽ không có bị mủ. Đẹp quá. À, mời cái nè. Hai muối, 3, 4, 5, 6, 7. Được 7 muối đúng. Chính xác. Xuống đẩy lên bẻ đôi rồi cũng được quá chứ. Tiếp ngọt ngon quá. Mỗi ăn trái á hên là không á, chỉ có một muối nó có hột thôi, còn như là thịt ăn. Wow, hôm nay mua vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Bò ngon quá. Không muốn ngừng luôn. Không tiếp tục nữa. Quá. Cực kỳ ngon. Xuống mình đẩy ra mình bẻ vậy ăn nó không có dính mủ. Hay á, mình biết được một cái kiểu này rồi, mình share cho các bạn cùng biết cách để ăn cái này cho đỡ dính mủ mà dễ tháo nữa. Ok thôi, mình cũng xong hết rồi, mình cũng tạm dừng nha, mình tạm ngưng cái video này. Ok, mong các bạn có thích, hãy like và hãy đăng ký chia sẻ dùm cho mình nha. Và mình cảm ơn, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye. See you next time.